Xin chào các em. Thầy rất vui vì được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy và học trên truyền hình. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên Nguyễn Thanh Tùng, giáo viên trường Trung học phổ thông Tân An. Như chúng ta đã biết, trong tự nhiên có rất nhiều hiện tượng liên quan đến vật lý. Ví dụ như khi chúng ta ném một hòn đá xuống mặt nước phẳng thì chúng ta thấy có những gợn sóng hình tròn lan truyền ra xa. Hiện tượng đó gọi là sóng cơ. Và chúng ta đã khảo sát các đại lượng đặc trưng của sóng cơ ở chủ đề trước, gồm 1. Biên độ sóng, 2. Bước sóng, 3. Tốc độ truyền sóng, 4. Tần số sóng, 5. Năng lượng sóng. Một giả thiết được đặt ra là nếu chúng ta có hai nguồn sóng giống nhau khi gặp nhau thì có hiện tượng gì xảy ra? Để trả lời câu hỏi này, thầy và các em cùng vào chủ đề của buổi học hôm nay. Chủ đề: giao thoa sóng, sóng dừng. Nội dung chính của chủ đề gồm 1. Hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước. 2. Cực đại và cực tiểu. 3. Điều kiện giao thoa sóng kết hợp. 4. Sự phản xạ của sóng. 5. Sóng dừng. Để hiểu rõ được giao thoa sóng là gì, thầy mời các em vào phần 1 lớn. 1. Hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước. 1 nhỏ, thí nghiệm. Thầy mời các em nhìn hình. Hình bên trái mô tả thí nghiệm gồm một cần rung gắn hai mũi tên cho tiếp xúc với mặt nước. Hình bên phải là bố trí thí nghiệm. Bây giờ ta sẽ gõ nhẹ cho cần rung dao động. Các em hãy quan sát xem có hiện tượng gì xảy ra trên mặt nước. When the motor is connected to the ripple tank controller, the asymmetric mass can be made to spin, causing the motor to oscillate the bar and dippers attached. Water is added to the tank, and the legs are adjusted until the tank is approximately level, as seen by the water in the tank. More water is added, and the dippers are adjusted until they are touching the water. Once the system is complete and switched on, the dippers bob up and down in the water, causing ripples. Let's take a look now at the ripple tank in action. This video is filmed from above the ripple tank, looking down through the water at the shadows created beneath by the 6-volt lamp. We can see the waves being produced by each dipper. As the two dippers are both attached to the grey bar, they are moving with the same frequency and have a constant phase difference. It appears to be approximately zero. As a result, the two dippers are coherent sources and can form an interference pattern. If we slow the video down, we can see in more detail the movement of the individual waves as they move radially outward. Light blue arcs have been added to show the movement of a pair of wavefronts. It can be seen that as they propagate outwards, the two waves superpose and where they overlap undergo constructive interference. The points at which these occur are highlighted with small red circles. If we follow these points, we can see that they fall along a line where constructive interference is taking place. Here we can see a still image taken from the front of the ripple tank, which makes these points of interference clearer. Where wavefronts overlap, small red circles have been placed once more. By extrapolating between these, we can begin to see a pattern emerging. However, to see the interference pattern more clearly, let us turn to the excellent Falstad ripple tank simulation. Two sources have been added to this simulation, both operating at the same frequency. As the ripples spread out, we can see that a similar pattern is forming as before, with points of constructive interference clearly visible. However, if we allow the simulation to continue, so we can see the ripples at a greater distance from the sources, the pattern becomes clearer. Changing the simulation from grayscale to coloured makes it easy to see the lines where constructive interference is taking place, labelled now with red lines, and destructive interference, labelled with blue.
The pattern of alternating interference is clear, with areas of maximum amplitude where superposition is constructive and minimum amplitude where it is destructive. Now, if we return to the video clip seen at the start, you may be able to see the areas of constructive and destructive interference more clearly. That concludes our video on the Ripple Tank. Thank you for watching, and I hope you found this enjoyable and informative. Hiện tượng mà các em quan sát được chính là hiện tượng giao thoa của hai sóng trên mặt nước. Chúng ta hãy suy nghĩ để giải thích hiện tượng này như thế nào nhé. Nhìn vào hình bên phải, ta thấy rằng mỗi nguồn sóng phát ra những gợn sóng là những đường tròn đồng tâm, giống hệt như khi chúng ta khảo sát một nguồn sóng cơ đã học ở chủ đề trước. Trong miền hai sóng gặp nhau thì có những điểm đứng yên do hai sóng ở đó triệt tiêu lẫn nhau, và có những điểm dao động rất mạnh do hai sóng ở đó tăng cường lẫn nhau. Ta thấy rằng những điểm đứng yên tạo ra những đường hyperbol nét đứt, và những điểm dao động với biên độ lớn tạo ra những đường hyperbol nét liền. Từ đây, chúng ta có thể định nghĩa được hiện tượng giao thoa sóng như sau. Hiện tượng hai sóng gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định, gọi là hiện tượng giao thoa của hai sóng. Ở đây chúng ta thấy các gợn sóng đường hyperbol có nét đứt và nét liền, được gọi là hệ vân giao thoa. Vậy tại sao chúng lại được vẽ như vậy? Để trả lời câu hỏi này, thầy mời các em qua phần 2. Hai lớn, cực đại và cực tiểu, xét hai nguồn sóng S1, S2 dao động cùng phương, cùng biên độ, cùng tần số và có pha ban đầu bằng 0. Có phương trình U1 bằng U2 bằng A cos omega t. Thầy xét một điểm M nằm trong miền giao thoa, cách nguồn S1 một khoảng là D1 và cách nguồn S2 một khoảng là D2. Sóng từ S1 truyền tới M có phương trình U1 M bằng A cos omega t trừ 2B D1 trên lambda. Sóng từ S2 truyền tới M có phương trình U2 M bằng A cos omega trừ 2B D2 trên lambda. Như vậy, sóng tại M là tổng hợp của hai dao động trên. UM bằng A cos omega t trừ 2B D1 trên lambda cộng A cos omega t trừ 2B D2 trên lambda. Chúng ta sử dụng công thức lượng giác cos alpha cộng cos beta bằng 2 lần cos alpha cộng beta chia 2 nhân cos alpha trừ beta chia 2. Ta tìm ra được công thức UM bằng 2A cos omega t B nhân D2 trừ D1 trên lambda nhân cos omega t trừ B nhân D2 trừ D1 trên lambda. Vậy, dao động của phần tử tại M là dao động điều hòa cùng tần số với hai nguồn và có biên độ là AM bằng 2A cos B nhân D2 trừ D1 trên lambda nằm trong trị tuyệt đối. Nhìn vào công thức AM, ta thấy biên độ phụ thuộc vào hiệu đường đi D2 trừ D1. Vậy, hiệu đường đi D2 trừ D1 cần điều kiện gì để phần tử tại M có biên độ cực đại hay cực tiểu? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sang phần 1 nhỏ. Vị trí các cực đại của giao thoa. Tại M có biên độ cực đại khi cos B nhân D2 trừ D1 trên lambda bằng cộng trừ 1. Hay B nhân D2 trừ D1 trên lambda bằng KB. Chúng ta rút gọn được B và tìm ra được công thức hiệu đường đi D2 trừ D1 bằng K lambda, với K là số nguyên. Vậy, cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng số nguyên lần bước sóng. Tương tự, hai nhỏ vị trí các cực tiểu của giao thoa. Tại M có biên độ cực tiểu khi cos B D2 trừ D1 trên lambda bằng 0. Hay B D2 trừ D1 trên lambda bằng K cộng 1 phần 2.
nhân pi. Chúng ta dễ dàng đơn giản được pi, suy ra được công thức tín hiệu đường đi D2 trừ D1 bằng K cộng 1 phần 2 lambda, với K là số nguyên. Như vậy, cực tiểu giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng một số nguyên nửa lần bước sóng. Chúng ta tiếp tục sang phần 3 La Mã. Điều kiện giao thoa sóng kết hợp. Điều kiện giao thoa. Ở phần thí nghiệm, để đơn giản thì ta xét sự giao thoa của hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và cùng pha. Thực tế quan sát, các vân giao thoa ổn định trên mặt nước khi hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. Vậy, để có các vân giao thoa ổn định trên mặt nước thì hai nguồn sóng phải: 1. Dao động cùng phương, cùng tần số. 2. Có hiệu số pha không đổi theo thời gian. Hai nguồn như vậy gọi là hai nguồn kết hợp. Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra là hai sóng kết hợp. Từ đây chúng ta có thể định nghĩa được giao thoa sóng là gì. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn tăng cường lẫn nhau, có những điểm ở đó chúng luôn triệt tiêu lẫn nhau. Thầy có một hiện tượng sau: khi chúng ta đi vào một hang động, chúng ta hét thật to, thì khi đó tai chúng ta có cảm nhận được chính âm thanh đó phát ra. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng gì? Để trả lời câu hỏi này, thầy mời các em sang phần 4. Sự phản xạ của sóng. 1. Thí nghiệm. Thầy xin mô tả thí nghiệm. Thí nghiệm này gồm một cái máy phát dao động và một sợi dây đàn hồi. Trường hợp đầu tiên, thầy giữ một đầu cố định, đầu còn lại gắn với lại máy phát dao động. Thầy mời các em xem thí nghiệm. Để cho mấy em dễ nhìn, thầy sẽ cho thí nghiệm chạy chậm lại. Các em có thể thấy sóng phản xạ nó luôn ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ. Bây giờ chúng ta sang thí nghiệm sóng truyền trên vật cản tự do. Quan sát thí nghiệm, chúng ta thấy sóng phản xạ cùng pha với sóng tới. Một, phản xạ của sóng trên vật cản cố định. Hai, phản xạ của sóng trên vật cản tự do. Nhìn hình bên trái là sự phản xạ của sóng trên vật cản cố định, gồm có sóng tới và sóng phản xạ. Hình bên phải là sự phản xạ của sóng trên vật cản tự do. Từ thí nghiệm, chúng ta có thể kết luận sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới tại điểm phản xạ. Từ thí nghiệm, chúng ta có thể kết luận đối với vật cản cố định thì sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. Đối với vật cản tự do thì sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. Bây giờ giả sử nếu có sóng tới và sóng phản xạ giao nhau thì có hiện tượng gì xảy ra? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sang phần 5. Sóng dừng. Một nhỏ thí nghiệm. Thầy mời các em xem thí nghiệm. Thầy xin mô tả thí nghiệm. Thí nghiệm gồm một sợi dây đàn hồi, một đầu giữ cố định ở giá đỡ, đầu còn lại gắn với một máy phát dao động có tần số thay đổi được. They're not exhibiting consistently constructive or destructive interference at any one point. But if I set it here, for example, I have what's called a standing wave.
What's the first one? The first one will be half this number, so 8.5. And there we go. It's basically the scenario of a jump. Now, I can find any of the other all of the other harmonics are multiples of this number. So we just saw that 2 times this number was the second harmonic, or the second possibility. Well, if I go 3 times this number, I should get the third harmonic. Well, 3 times 8.5, I guess that was that around 25.5. And there we go. So that's the third harmonic. How many wavelengths is that? Go to the sixth harmonic. The sixth harmonic will just be double this frequency, so we go up to 50, and there we go. That's the sixth harmonic. Beautiful. And it's 6 times the fundamental frequency, which we measured in the beginning to be 8.5 hertz. So check this guy out. We have 1, 2, 3 wavelengths. And in the next video, the explanation video, we'll go through the calculations and the derivations. Từ thí nghiệm, chúng ta thấy trên sợi dây xuất hiện các điểm đứng yên, gọi là nút, các điểm dao động với biên độ cực đại, gọi là bụng. Hiện tượng này gọi là sóng dừng. Vậy chúng ta đi vào phần 2, định nghĩa. Từ thí nghiệm chúng ta định nghĩa như sau. Sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng gọi là sóng dừng. Khi có sóng dừng thì có một số điểm đứng yên gọi là nút. Một số điểm dao động với biên độ cực đại gọi là bụng. Từ hình vẽ ta thấy khoảng cách giữa hai nút sóng hoặc hai bụng sóng liên tiếp là lambda trên 2. Khoảng cách giữa nút sóng và bụng sóng liên tiếp là lambda trên 4. Bây giờ thầy có một sợi dây có hai đầu cố định thì cần điều kiện gì để có sóng dừng? Để trả lời câu hỏi này, thầy mời các em sang phần 3 nhỏ. Sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định. Nhìn vào hình vẽ chúng ta có thể thấy được chiều dài của sợi dây bằng 4 lần lambda trên 2. Như vậy, điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài của nó phải bằng số nguyên lần nửa bước sóng. L bằng K lambda trên 2 với K bằng 1, 2, 3, vân vân. Trong đó, số bó bằng số bụng bằng K, số nút bằng K cộng 1. Thầy lấy ví dụ như hình trên, chúng ta sẽ có 4 bụng và 5 nút. Tương tự, nếu có một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do, thì cần điều kiện gì để có sóng dừng? Chúng ta tiếp tục sang phần 4. 4. Sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Nhìn vào hình, chúng ta có thể tính được chiều dài của sợi dây là số lẻ lần của lambda trên 4. Vậy, điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do là chiều dài của nó bằng số lẻ lần 1/4 bước sóng. L bằng 2K cộng 1 nhân lambda trên 4 với K bằng 0, 1, 2, 3, vân vân. Trong đó, số bụng bằng số nút bằng K cộng 1. Thầy lấy ví dụ trong hình này, chúng ta sẽ có là 4 bụng và 4 nút. Đây là sơ đồ tóm tắt nội dung kiến thức của chủ đề mà chúng ta vừa học. Vận dụng các kiến thức mà chúng ta đã học, các em có thể làm một số câu hỏi sau đây. Câu 1. Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng
A. Biên độ nhưng khác tần số. B. Pha ban đầu nhưng khác tần số. C. Tần số có hiệu số pha không đổi theo thời gian. D. Biên độ có hiệu số pha không đổi theo thời gian. Thì theo kiến thức chúng ta đã học, chúng ta chọn được câu C. Câu 2. Điều kiện có sóng dừng trên sợi dây có chiều dài L khi cả hai đầu dây cố định là A lớn, L bằng K lambda, với K là 1, 2, 3, vân vân. B, L bằng K lambda trên 2, với K bằng 1, 2, 3, vân vân. C, L bằng 2K cộng 1 nhân lambda trên 2, với K bằng 0, 1, 2, 3, vân vân. D, L bằng 2K cộng 1 nhân lambda trên 4, với K bằng 0, 1, 2, 3, vân vân. Thì với kiến thức chúng ta đã học, chúng ta có thể chọn được đáp án chính là câu B. L bằng 2K, K lambda trên 2, với K bằng 1, 2, 3, vân vân. Câu 3. Một dây đàn hồi có chiều dài 40cm, căng ở hai đầu cố định. Khi dây dao động với tần số F, ta quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là A, 13,3cm, B, 20cm, C, 40cm, D, 80cm. Thì để giải bài này, thầy tóm tắt. Chiều dài của sợi dây chính là L. L bằng 40cm. Ở đây chúng ta thấy sóng dừng có hai bụng sóng, có nghĩa là K bằng 2. Và đề yêu cầu chúng ta tính lambda. Trong phần này các em chú ý sợi dây của chúng ta là hai đầu cố định. Cho nên chúng ta sẽ dùng công thức L bằng K lambda trên 2. Từ đây chúng ta suy ra được lambda bằng 40cm. Đáp án của chúng ta là câu C. Câu 4. Một sợi dây AB căng ngang dài 1m với hai đầu A và B cố định, tạo ra một sóng dừng trên dây có tần số F bằng 100 Hz. Tốc độ sóng là 50 m trên dây. Số nút và số bụng quan sát được trên dây là A lớn 5 nút 4 bụng, B lớn 4 nút 5 bụng, C lớn 3 nút 2 bụng, D lớn 5 nút 5 bụng. Trước khi giải bài toán này, chúng ta sẽ tóm tắt. Chiều dài của sợi dây đề cho là 1m, vậy là L bằng 1m. Tần số của sóng trên sợi dây là 100 Hz. Tốc độ truyền sóng là V bằng 50m trên dây. Đề yêu cầu chúng ta xác định số nút, số bụng, có nghĩa là chúng ta đi xác định giá trị của K. Do bài toán là hai đầu cố định, cho nên chúng ta sẽ sử dụng công thức L bằng K lambda trên 2. K thầy viết lại, lambda thầy thay là V trên F. Vậy chúng ta sẽ có là K nhân V trên 2F. Từ đây chúng ta thay L, thay F, thay V, chúng ta suy ra được K bằng 4. Mà chúng ta học lý thuyết rồi, K bằng 4 là bằng số bụng, số nút là bằng K cộng 1. Vậy đáp án của chúng ta chính là câu A. Câu 5. Một sợi dây đàn hồi, hai đầu cố định, dài 60cm, được rung với tần số F bằng 50 Hz. Trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là A lớn 60cm trên dây, B lớn 75cm trên dây, C lớn 12cm trên dây, D lớn 15m trên dây. Tóm tắt. Chiều dài của sợi dây L đề cho là 60cm. Tần số F đề cho là 50 Hz. Sóng dừng trên dây chúng ta thấy có 4 bụng, có nghĩa là K bằng 4. Đề yêu cầu chúng ta xác định tốc độ truyền sóng trên dây, có nghĩa là chúng ta tìm V. Do hai đầu dây là hai đầu cố định, cho nên chúng ta sử dụng công thức L bằng K
lambda trên 2 bằng K nhân V trên 2F. Từ đây chúng ta thay số vô, chúng ta bấm máy, suy ra được V bằng 15 m trên giây. Đáp án của chúng ta chọn là D, 15 m trên giây. Các em giải các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập và bài tập mà giáo viên bộ môn gửi cho các em. Thầy chúc các em học tốt, đạt kết quả cao nhất trong các bài kiểm tra và các kỳ thi sắp tới, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thân ái chào tạm biệt. Sở Giáo dục và Đào tạo Long An phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình để cung cấp kiến thức cho học sinh lớp 12 với 9 môn học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân, gồm 26 chủ đề môn học, mỗi chủ đề là 30 phút. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An sẽ phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình trong khung giờ từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút các ngày thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần. Mỗi ngày phát sóng 2 chủ đề, tổng thời lượng 60 phút. Thời gian phát sóng từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2021. Sau khi phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình, đường link chương trình được đăng trên website, trang YouTube của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, YouTube Long An TV của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An để giáo viên và học sinh tiếp tục tham khảo học tập. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An trân trọng thông báo.